Xin chào anh em đã quay trở lại với Tám Bóng TV. Hãy cùng chúng mình đến ngay với cặp trận giữa Rayo Vallecano và Real Sociedad trong khuôn khổ vòng 18 La Liga. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 21 tháng 1 trên sân động Estadio de Vallecas của đội chủ nhà Vallecano. Rayo Vallecano đang có một mùa giải tiến bộ vượt bậc so với mùa giải năm ngoái khi có được 26 điểm sau 17 trận đã đấu, chỉ kém top 4 2 điểm. Hàng công thăng hoa với 24 lần khiến cho thủ môn đối phương phải vào lưới nhặt bóng, nhưng hàng phòng ngự của họ cần phải cải thiện hơn nữa khi đã để lọt lưới 20 lần. Vallecano giành 7 trận thắng, 5 trận hòa và 5 trận thua sau 17 vòng đã đấu. Những cái tên như Balazón hay Camelo hiện đang là nguồn cảm hứng trên hàng công với lần lượt 5 và 4 bàn thắng cho câu lạc bộ. Mỗi người còn đóng góp 3 lần kiến tạo cho đội bóng của mình. Ngoài ra, người hâm mộ hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào Garcia hay Rejuene, những cầu thủ đã có 3 lần điền tên lên bảng tỷ số sau những lần được trả cơ hội ra sân. Real Sociedad đang xếp ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 35 điểm và cách đội đầu bảng Barcelona 6 điểm. Đội bóng Tây Ban Nha đã giành được 11 chiến thắng, 2 trận hòa và 4 trận thua tại mùa giải năm nay, một thành tích vô cùng ấn tượng. Sociedad sở hữu một hàng công thăng hoa khi đã ghi được 26 bàn thắng sau 17 trận ra sân, nhưng hàng thủ lại đang có phong độ phập phù khi đã để lọt lưới tận 18 bàn. Trong 5 trận gần nhất, Real Sociedad đã thắng được 4 trận và chỉ một lần bị đối phương cầm hòa. Đóng góp lớn nhất vào lối chơi của đội bóng chắc chắn là hai cái tên Mendes và Slot khi cả hai đều đã có 7 lần nổ súng sau những lần ra sân tại mùa giải năm nay. Ngoài ra, Merino cũng sẵn sàng dọn cỗ cho những đồng đội của mình khi đã đóng góp tới 7 kiến tạo sau những lần được trả cơ hội. Tỷ lệ nhà cái đưa ra là 0,25 nghiêng về đội khách. Với mức chấp dễ dàng cùng phong độ bay cao, chắc chắn Sociedad sẽ là đội giành chiến thắng. Còn về tỷ lệ tài xỉu, nhà cái đưa ra con số 2 dành cho trận đấu này. Nhìn chung, đây là một con số khá thấp và việc hai đội thi đấu bùng nổ là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Dự đoán Vallecano 1-3 Sociedad. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tám Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.